Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình cho các bạn xem một con máy mới trả 6.000 bảng Anh. Đây, 6.000 bảng Anh. Dubai chạy 6.000 bảng Anh vệ sinh. Đó, chạy sau khi chạy 6.000 bảng Anh thì tiến hành mở vệ sinh nó như thế nào. Đó, đối với 6.000 bảng Anh mà bụi giấy này. Này là do cái chất lượng giấy mình giấy thường thôi. Đó. Chạy 6.000 bảng Anh nó nhớt và nó sạch như thế nào? Đó. Vì sao phải bảo dưỡng bảo trì? Đó. Thì mình sẽ tiến hành mở ra từng cái một cho các bạn xem. Chạy 6.000 bảng Anh nhé. Đây, hiện tại thì mình mới tháo cái bật ra trước này. Đó. Cái tháo lắp thì nó đơn giản rồi. Thì mình sẽ tiến hành kéo hộp từ và kéo rơm ra coa 6.000 bảng Anh nó như thế nào. Thì bắt buộc tới bao nhiêu bảng Anh chúng ta phải vệ sinh là tiền có cái dòng máy. Đây, thì mình sẽ tiến hành kéo hộp từ ra nhé. Đây, sau khi mình kéo hộp từ ra thì cái chất lượng 6.000 bảng Anh này. Đây là máy mua máy bãi nhé, lái trực tiếp máy bãi về, chưa chỉnh sửa canh một từ đại luôn, bóc về và chạy. Thì đây 6.000 bảng Anh, các bạn nhìn nè, nó có bị lem ra phía cái mép này một số ít từ với mực thôi, mà 6.000 bảng hả, là các bạn biết chất lượng 6.000 bảng thì nó nhớt và như thế nào. Thì đây tiến hành vệ sinh 6.000 bảng Anh thì vệ sinh bảo dưỡng bảo trì. Vì sao các bạn mua máy hút mực? Đó, là nguyên nhân là như thế này. Thì mình phải chạy và vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì máy. Thì nó dẫn đến cái máy của chúng ta nó rất là bầy. Bởi rứa vì sao mình giới thiệu anh em mua máy hút bụi là như vậy. Chúng ta chỉ cần bỏ ra một ít tiền để mua cái máy hút bụi thôi. Thứ nhất là bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Đó, thứ hai là vừa vệ sinh cho máy luôn. Để cho máy nó bền, bỉ. Đó, nó luôn ở bên chúng ta, nó là cái nguồn thu của chúng ta, nên chúng ta phải bảo dưỡng bảo trì. Đó, sau khi vệ sinh xong hộp từ này, đó, mình sẽ tiếp tục mở cái cụm trống này ra. Chỉ cần mở ngóc này ra thôi, mở ngóc ra rút dây điện kéo ra thôi. Rồi mình sẽ mở tiếp cụm rơm. Rồi đây thì sau khi tháo cái cụm rơm cụm trống nó ra này, mực nó có phủ trên cái thanh xét của chúng ta này, này. Và cái độ mực nó bay ra là rất là ít này trên món rum này, vì mình đang hiện tại dùng cái dòng mực này nó rất là ổn định, mực này nó rất là ít hỏng vật tư. Đó, nó dẫn đến cái chỗ vật tư của chúng ta rất là bầy, tuy là nó đét có thêm 20-30 nghìn thôi, nhưng mà dẫn đến cái vật tư của chúng ta rất là ổn định và cái độ bầy của vật tư. Bọn nhìn nha, 6.000 bảng Anh thì bọn biết bao nhiêu giấy rồi, 6.000 bảng nè, 6.000 bảng mình vệ sinh nè. Trống này là vẫn là trống ring này. Đó, mình chưa thay trống mình á. Nếu mà thay trống mình vào thì chắc chắn cái bụi mực nó bay ra rất là ít nữa. Số lượng bay ra rất ít. Bạn ạ. Tốt nhất là cứ 6.000 bảng Anh trở lại cái bọt, cứ tháo ra vệ sinh giống như mình này. Tháo ra vệ sinh. Tất cả các dòng máy lớn luôn. Đó. Muốn máy mà bền vững thì chúng ta phải bảo trì bảo dưỡng, chỉ cần tới 6.000 bảng Anh trở lại thôi. Hoặc là chạy nhiều lúc cũng chạy cứ 3.000 cũng được. Mình cứ tháo vệ sinh. Nhắc nó không có tốn thời gian, mất 5-10 phút thôi cho máy. Mình quay cả một video nãy chừng là bọn thấy không? Nếu mình mở liên tục luôn mất, chỉ có mất 5 phút thôi. Tháo ra vệ sinh, hút dọn vệ sinh sạch sẽ xong lắp vào lại. Đó, đây là chưa vệ sinh là chậm nữa, mình hút vệ sinh nó trong đó là máy cái đen đen này là mất hết rồi. Là bọn biết cái máy nó bền cỡ nào rồi. Dọn hết, bánh xe, bánh đồ là mình làm hết. Đó, vì vậy nên chúng ta phải cần thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì để cho nó luôn ổn định với chúng ta. Để nó luôn luôn nó ở bên chúng ta, nó kiếm tiền cho chúng ta. Rồi, như vậy là mình tháo ra hút thôi, chứ không có gì nữa hết rồi. Mình chỉ có mở cho anh em xem vì nguyên nhân vì sao để chúng ta phải bảo dưỡng bảo trì để cho máy nó bầy. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Mình vẫn luôn bán linh kiện và bán máy photo, máy hút bụi luôn đó.
Dòng này là dòng xịn quá rồi thì bọn không cần, vì mình có tới gần trên 20 cái máy lớn thì mình phải dùng cái dòng này. Còn bạn này một hai máy thì nên mua cái loại giá nó vừa phải thôi. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.